vẫn cứ là những bộ sản phẩm tiếp tục được lên đường các bác ạ. Thì trong những ngày gần đây thì như các bác đã theo dõi những video clip các bác biết ạ, thì ông xã em cũng như là anh em đã trực tiếp đi lắp đặt cho các bác ở khu vực của mình rất là nhiều. Thì ngày hôm nay vẫn là tiếp tục những sản phẩm cũng như những combo karaoke lại được về với lại tỉnh Quảng Ninh thân yêu. Ở dương như Quảng Ninh đó cũng là một quê hương đất mẹ thứ hai của ông xã em, và dưới đó thì khối lượng hàng em cung cấp dưới đó một lượng hàng rất là lớn, cũng như đặc biệt là được sự quan tâm, được sự yêu quý của rất nhiều các bác khách hàng ở dưới khu vực tỉnh Quảng Ninh. Thì tất cả các bác có nhu cầu cũng như là cần liên hệ hay là cần chúng em hỗ trợ lắp đặt thì các bác cứ liên hệ hoặc alo cho chúng em nhé, để chúng em có được những phương hướng cũng như có kế hoạch được lắp đặt cho các bác một cách hoàn thiện tốt đẹp nhất, để cho các bác có những sản phẩm được sử dụng ưng ý nhất, hay nhất thì thôi ạ. Thì trong bộ sản phẩm đây, như các bác đang nhìn thấy phía trước, các bác đang tiếp tục được nhìn thấy những sản phẩm của V3, vẫn cứ là V3, vẫn cứ là những dòng loa cao cấp của V3 các bác nhé. Không xa lạ gì, cũng còn không còn phải mơ hồ gì về thương hiệu cũng như về chất lượng của những dòng loa hay những sản phẩm mang thương hiệu của V3 này nữa rồi. Và Alun V3 nó là một cái biệt danh, ngoài ra nó là những tình cảm mà các bác khách hàng trên 64 tỉnh thành toàn quốc đã đồng hành cũng như đã được ủng hộ cho chúng em, để chúng em có nhiều niềm tin củng cố mang được những dòng sản phẩm thương hiệu chất lượng, đáng giá đồng tiền, đáng giá chất lượng như thế này để phục vụ cho các bác. Thì trong cái cấu hình của sản phẩm V3 này, ngày hôm nay chúng em đang lắp đặt cho bác ở có địa chỉ ở tại Kinh Môn, giáp với Mạo Khê Đông Triều Quảng Ninh, thì chọn một bộ combo luôn với đôi B3X15i hàng mới xịn nguyên thùng xốp, với những chiếc đẩy PS4 kênh, những chiếc vang Putin KM320, chiếc lưng tiếng Barrel và những bộ mic BBS các bạn, toàn những sản phẩm cao cấp thôi ạ. Và bộ sản phẩm thứ hai đây đó là những bộ sản phẩm này em tiếp tục đứng lắp cho anh Dũng có địa chỉ dưới Mạo Khê Đông Triều Quảng Ninh. Thì anh em cũng đã sắp hết những sản phẩm lên rồi, thì chúng em sẽ hỗ trợ trong ngày hôm nay, sẽ hỗ trợ xuống lắp đặt cũng như là cài đặt cho các bác có bộ sản phẩm trọn vẹn ưng ý nhất ạ. Thì hàng ngày chúng em cũng được tiếp đón rất nhiều các bác đoàn khách từ khắp mọi miền về với cửa hàng, được tham khảo cũng như được giao lưu với các bác. Thì trong những thời gian gần đây thì nó cũng gần như là nhẹ nhàng hơn một chút rồi, vào đi lại nó cũng thông thoáng hơn, nhưng các bác cũng vẫn chú ý an toàn nhất, chú ý đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân cũng như cho gia đình và cộng đồng mình. Thì mọi chi tiết liên hệ các bác hãy liên hệ trực tiếp với chúng em qua Zalo, Messenger hoặc số điện thoại để chúng em hỗ trợ cho các bác một cách nhanh gọn nhất, làm sao kịp thời nhất để các bác có những sản phẩm được phục vụ chính mình cũng như là phục vụ cho gia đình mình. Thì và ngoài cái việc mà chúng em gửi hàng đi bưu điện thì đó là những đơn hàng mà các bác ở xa không thể về với cửa hàng được. Các bác chỉ cần alo và lên đơn hàng, chốt đơn hàng xong là em sẽ đóng hàng cẩn thận gửi đi bưu điện cho các bác. Dạ. Còn đâu với lại các bác quanh khu vực miền Bắc này thì các bác có thời gian kính mời tất cả các bác về với cửa hàng, về với chúng em. Thứ nhất là để giao lưu trò chuyện cũng như là uống chén nước tình cảm với chúng em, sau là chúng em được trực tiếp tư vấn cho các bác và các bác được nhìn trực tiếp những sản phẩm của mình yêu thích cũng như là trực tiếp thẩm âm một cách rõ ràng nhất các bác nhé. Thì thân ái chào tạm biệt ạ, hẹn gặp lại các bác trong những video clip tiếp theo. Tiếp theo đó là những chuyến hàng chúng em sẽ được phục vụ các bác tận tình hơn, chú đáo hơn. Em gửi lời chân thành cảm ơn tới các bác, cảm ơn tới quý vị các bạn luôn theo dõi đồng hành cùng cửa hàng Âm Thanh Nga luôn ạ. Thân ái chào tạm biệt ạ.